Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Hàng của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Hello anh em đã quay trở lại với kênh Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Có clip là có xe cho anh em màu đang cần xe để chơi Tết nha. Hàng về phục vụ cho anh em đợt này sẽ là Kawasaki Z650 2020 và mẫu mới nha anh em á. Đầu đèn của form dáng này nọ này sẽ thay đổi giống như Z4 nha anh em. Và một mẫu Honda CBR 150R. Giá cực kỳ hợp lý để anh em mình chơi. Anh em nào quan tâm tới bản sản phẩm bên em thì hãy liên hệ về nhanh chóng nha, để được nhận ưu đãi nè, chính sách về giá cả đó, hỗ trợ cho anh em nhiệt liệt luôn. Cam kết bao quay đầu, anh em chơi thoải mái nha, xong tới cái Tết rồi muốn lên đời xuống đời gì đó tùy anh em luôn. Rồi, đầu tiên sẽ là mẫu Kawasaki Z650 biển Sài Gòn 2020. Con này thì 110 máy cũ, chưa bao gồm đồ chơi trên xe nha anh em ha. Đây, trên xe đây có những cái món gọi là giá trị như tay con Accord Sato V2, tay thắng RCS 19, cặp đèn Lobo L7 ha. Ba món này anh em thêm tiền, nếu mà xác xe zin em hạ hết đồ xuống về zin cho anh em. Giá 116 củ 8, biển Sài Gòn 2020, mẫu mới, đồng hồ full điện tử TFT. Còn nếu anh em lấy full thì giá sẽ là 120 máy cũ nha. Anh em mình cân nhắc, nếu mà thích đồ chơi luôn thì để là nguyên cơm lê đi luôn. Chất xe thì máy móc là nguyên bản nha anh em ha. Zin dòng Z gì 650 này thì khỏi phải bàn về cái lực máy tọt cao rồi. Phân khúc này thì ở phân khúc cho anh em nào mà cũng là mới bước vô chơi trải nghiệm những dòng xe phân khối lớn ha, mình sẽ nâng cấp từ từ. Chiều cao yên con này thì cực kỳ ưu ái cho những anh em nào chiều cao thấp luôn, dưới 1m60 anh em có thể là chống chân đồ thả ga tẹt ga luôn, ok ha. Con này là gần như là nguyên bản zin luôn anh em, có lên mấy món đồ chơi hỗ trợ thôi, nhưng mà tất cả đồ zin còn nguyên, bô zin còn, đuôi zin, có lên sẵn ba ga sau để anh em chở đồ luôn rồi. Chất xe thì cực kỳ đẹp, mẫu mới. Mẫu mới so với mẫu cũ thì bữa hôm anh em coi clip cũ thì em đã lên một con Z650 đời 2018 nha. Cái đó là mẫu cũ, 2020 phát triển lên cái đầu đèn giống như những con Z4 hoặc là ZH2 thấy không? Full LED. Đây thì có dán chó đèn màu trên đây để cho nhìn nó lạ lạ nha anh em. Đó, đầu đèn đời mới nè. Nhìn rất là ngầu luôn, cực kỳ đẹp luôn nha anh em ha. Đó. Và đây đã thay đổi thứ hai sẽ là về phần đồng hồ full TFT, cái này có kết nối Bluetooth nữa anh em, kết nối rồi cái độ anh em kết nối nhưng mà phải xài qua app nha, Kawasaki Mira gì đó, cái phải qua cái app của hãng nữa. Quá đẹp thôi, chất xe thì khỏi bàn, máy móc nguyên bản ha, cực kỳ đẹp luôn nha anh em, có sẵn che két chống đổ đầy đủ cho anh em rồi. Đó, về là chơi liền. Cặp vỏ Bridgestone. Con này là hai Super Sport S22 ha. Cặp vỏ này ổn định nha anh em. Cặp vỏ này cực kỳ ổn định nha. Hai Super Sport. Size 120 dưới 160. S22 hai Super Sport nè. Vỏ thì cũng còn rất là ok, khá là đẹp luôn. Dĩ kép. Con này nếu mà đi mà chạy mà sướng thì sướng hơn 500 rất là nhiều so với hàng Honda ở phân khúc lửng lửng hai máy nha. Còn đương nhiên thì 650 nó phải hơn 500 rồi nè, nó đều chắc chắn, tại em so thì em so nó cái loại hai máy thôi, mà 650 này mà so CB thì cái đề bay con này vẫn hơn nha, chạy mà cảm giác mà bay bay bốc bốc đó, thì con này vẫn đã hơn nè. Em ba số mà anh em vô số đầy đủ đúng tôi chắc nhóm đầu ba cái. Còn mới mà chạy mà về mà anh em là thiên về phần
thích để đến động cơ, tiếng hú của động cơ, tiếng bô rồi này nọ, thì mấy cái cổ bốn máy thì nó vẫn hấp dẫn hơn, lực hấp dẫn cao hơn. Đây tay RCS 19 nha anh em, đó tay RCS bình dầu trần cực kỳ đẹp luôn, tem đồ này nọ còn nguyên luôn nè, hả đồ zin còn nha anh em, mà cứ chi tiền ra lấy hết đồ chơi thì em đưa là đồ zin. Cặp đèn Lobo L7, công tắc chức năng là nó sẽ nằm ở trên phía trên tay côn, là có một cái đường dây riêng để bắt xin đá đèn bật và chuyển đổi chế độ luôn. Máy móc là zin hết, lên lọc can này cho anh em luôn rồi. Đó, máy móc là zin đẹp hết nha anh em, zin rất là đẹp luôn. Đó, xe thì bao hiện trạng cho anh em, không đâm đụng nha, xe cực kỳ đẹp, bôi zin. Chung là mọi thứ về kỹ thuật là tụi em ra cửa kiểm tra hết rồi, nước mát, dầu thắng, bố thắng, các thứ đã kiểm tra hết. Đó, anh em về là lấy giờ là chơi tết luôn á, không cần phải độ chỉnh sửa gì hết, và chơi cơ bản con này cũng đã gần như là đủ đồ chơi rồi. Nếu mà anh em lấy luôn thì coi như đầy đủ đồ chơi để anh em chơi luôn rồi đó. Thấy không, dĩa nè đẹp, tán dày, dĩa dày cui à, cặp vỏ cũng còn khá là ok. Đó, ốc tán là theo xe hết này, dán đen màu zin, nó màu hơi bạc bạc. Miếng dán bình xăng chống trượt đó, rồi xương cá phía trên bình xăng. Thấy không, rồi tiếp theo thì tay côn sẽ là tay côn Accosto V mới nhất ha, này V2 V3 gì đó nè, đó côn riêu nha, bóp nhẹ cực kỳ luôn. Đó, bóp cực kỳ nhẹ luôn. Đây là công tắc của bộ đèn Lobo, bắt xin bật nguồn, bắt xin đây, và chỉnh chế độ công tắc đầy đủ hết ha. Chung chất xe rất là ok nha anh em, chống đổ bánh trước nữa nè, cái này dùng để bên bánh trước luôn. Đây nó có rảnh để anh em mà có cái mua cái bên bánh trước thì anh em tọt cho anh em bên thôi. Vàng áo, tem zin, sơn zin theo xe hết ha. Đó, rất là ok. Ai da, máy móc nè cực kỳ đẹp không, sáng tươi luôn. Nhông dễ rồi này nọ, còn có cao su mà chụp bảo vệ ốc còn luôn nha anh em. Rồi giá ra đi cho một em đơn giản zin nguyên bản sẽ là 116,8 nha, biển Sài Gòn 2020. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn. Còn những em nào mà thích thú với những cái món đồ chơi trên đây thì thêm tiền giùm em ha. Đó, màn hình nè đang còn dán keo full màn hình nha anh em. Máy móc thì hai máy đơn giản thôi, đúng bộ này có móc nhẹ nha, bộ này móc nhẹ nha em. Chơi trải nghiệm thì anh em nên sử dụng những mẫu hai máy như thế này, vừa tiết kiệm xăng, chi phí bảo dưỡng cho anh em nữa, mà chạy cực kỳ sướng luôn. Đó, khi nào mà anh em làm quen được cái những cái tần số ga rồi đó thì anh em có thể update lên thoải mái nha, vẫn hỗ trợ bình thường nha anh em. X650 biển Sài Gòn 2020 116,8 ok thôi. Tiếp theo sẽ là mẫu Honda CBR 150. Mẫu này thì hiện tại con này đang giá cực kỳ tốt luôn nha anh em. Honda CBR 150R phiên bản mới nhất 2021. À, thiết kế hầm hố như đàn anh CBR 250RR luôn. Phiên bản này đen nhám, bản đặc biệt cao cấp nhất luôn nha anh em á. Trang bị ABS đầy đủ luôn. 43,8, giá cực kỳ hợp lý luôn nha. Từ dạo nào là 40 mấy gần 50 củ, nhưng mà hiện tại bây giờ giá rất là thấp, 43,8 nha anh em. Thị trường giá xe bây giờ cực kỳ hạ nhiệt để anh em dễ chơi, gần như là đẩy luôn anh em ơi. Quá đã. Chia buồn những anh em nào đang sở hữu trước đó, nhưng mà chúc mừng những anh em nào chưa mua, giờ là thời điểm để mua được những mẫu xe giá cực kỳ tốt luôn. Trang bị phuộc upside down Showa nè, phuộc sâu Showa, ABS hai kênh, con này là zin nguyên đét đẹp đẹp ha. Đó lên mỗi cái bắp biển số, gọi là đuôi bắp biển số á, gọt đuôi á,
Đó. Sơn zin nha. Trước đen sau xám lông chuột, sơn zin nguyên con luôn. Chưa qua giảm tốt gì hết, chất xe rất là đẹp. Đó, con này cộp. Còn một em duy nhất xả cho anh em chơi luôn nha. Đó, anh em nào hứng thú không? Quá phê luôn anh em ơi. Xe này là đồ zin là coi như là đầy đủ luôn ha anh em ha. Đó. Khá là đẹp. Nè, nước sơn áo nè, không? Khá là ok, tem zin nè. Phuộc fit rồi không có xì phốt nha. Upside down showa này nhũng rất là êm ái luôn. Trang bị ABS hai kênh cho anh em. Con này thì những anh em là mới tập chơi rồi hết bài. Đi ngon hơn R15 khá là nhiều nha anh em. Máy Honda cực bền và cực lành luôn. Đó, nên là chơi chạy trải nghiệm rất là đã. Phom dáng thì nhìn cũng khá là ngầu, không? Đó. Siêu phẩm. Máy móc thì không phải bàn, em bao cho anh em về chất lượng, về trách nhiệm uy tín luôn nha. Xe thì bao đẹp, chỉnh chỉ, đồ zin đầy đủ nè, bô zin. Đó, chỉ có lên bắp biển số đuôi sao thôi. Dàn áo là cực kỳ chắc chắn luôn anh em, thấy không? Cực kỳ chắc chắn luôn. Không phải là xe đâm đụng, xe té ngã bể lóc bể máy rồi để dàn áo đâu. Dàn áo là khinh khích luôn. Thường thì mấy xe này anh em sẽ lột cái dán đề can nhiều thì cái bát nó ngầm ngầm, nó hơi rơ rơ xíu thôi. Chứ còn ngoài ra thì tại do dàn áo nó nhiều á, nó rục rịch, thấy không? Đó, nên mà con này thì rất là chắc chắn. Mua xe bên em thì về phần pháp lý của xe á, anh em khỏi phải lo, tụi em sẽ cam kết 100%. Xe không rút được hay là không nhập được gì đó, tụi em sẽ thu hồi xe lại. Đó là cái chuyện và vấn đề về giấy tờ. Anh em muốn đi hướng nào cũng được thì bên em sẽ là tư vấn cho anh em một cách hợp lý nhất về hình thức để anh em chơi trải nghiệm như thế nào đó nó phù hợp và nó đỡ tốn chi phí của anh em. Còn hình thức mà anh em muốn làm sang tên đổi chủ hay các cái kiểu thì bên em vẫn hỗ trợ cho anh em bình thường nha. À, nè, nhông xích zin theo xe nè. Đó, tem thông số đầy đủ hết. Chưa đổ ngã gì hết nha. Đó. 43 cụ 8 rớt lúa đem về chơi Tết anh em ơi. Chạy đi làm, chạy đi chơi hàng ngày cũng ok, đi làm đi đâu cũng được. Dòng Sport City khá là dễ chơi. Cao ráo, ngồi thẳng lưng. Chiều cao yên con này thì khoảng tầm 770, 760 gì đó. 770, 780 gì đó, rất là thấp. Dễ chơi. Gà khá là ok luôn. Rồi. CBR 150R 2021 43.8 hợp lý nha anh em. Quá hợp lý luôn ha. Một cặp xe. Đó, anh em nào quan tâm dòng xe nào thì hãy liên hệ qua hai số hotline giùm em hoặc có thể là chỉ cập vô website motothudoc.vn để tiện tham khảo thêm tất cả các mẫu xe bên đó bên em nha. Xe em nói chung là đợt này thì gần cuối năm xả cũng khá là mạnh nên là dọn dẹn thì còn ở phía bên dưới này thôi. Đó, nên là cũng đang rất là cần nhập xe khoảng đâu đó vài chục xe. Anh em có nhu cầu mà xe mà không sử dụng ít đi hoặc là đang kẹt trong mùa Tết này thì cứ liên hệ cho bên em hỗ trợ thu tận nhà luôn nha. Giá cả hợp lý ok là em thu tận nhà tận nơi luôn cho anh em đỡ phải mất công đi tới đi lui nha anh em ha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều, bye bye. Hẹn em vào những mẫu xe tiếp theo. Ấn nút chuông để nhận được những mẫu video sớm nhất của bên em nha. Cảm ơn em. Đâu, thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em vẫn hỗ trợ thu lại. Người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe
người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu nha mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi, người nhà khen là cái xe cũ mà sao lại đẹp, này keng, này bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chày xước, cũ dơ hay gì đó vân vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu, hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, và là những cái chuyện chung mà, tụi em không có là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm để đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thimoto Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.